Hello mọi người, mình tên là Josie. Mình sinh ngày 1 tháng 11 2003 Thái Đức. Mình có con gái sinh ngày 15 tháng 8 2022. Mình cũng có chồng hơn mình 10 tuổi. Và luôn ủng hộ hơn mình trong mọi việc. Mình cố cùng vô cùng thích xem rap biết. Mặc dù không hiểu gì. Niche understand. Mặc dù không hiểu gì. Mình cố cùng thích xem rap biết. Mặc dù không hiểu gì. Ước mơ mình có. Ich kann nicht remember what you say. Ước mơ lớn nhất của mình là ước mơ mình có là I don't play English. Ich kann das nicht. Ước mơ lớn nhất của mình là ước mơ mình luôn có mình là được đứng trên sân khấu. Được mong trình già có. Được đứng trên sân khấu. Được đứng trên sân khấu. Được đứng minh trong có. Và biểu diễn Cho những người yêu thương và ủng hộ mình. Yêu thương mình và ủng hộ mình. Okay. Bọn mình cũng có một YouTube. Nói cũng có mình nơi bọn mình cố gắng đăng video thường xuyên. Nói bọn mình và video bạn mới tình. Cứ bắt so schnell, ich kann nicht remember so viel. Nơi bọn mình cố gắng đăng video thường xuyên. Mọi người có thể ghé qua và follow bọn mình để chúng ta có thể Đồng hành và hiểu nhau hơn. Hơn. Ừ. Bọn mình cũng muốn Đăng một video trả lời câu hỏi của mọi người sớm. Trả lời câu hỏi của mọi người sớm. Vậy nên mọi người gọi để để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Để là câu hỏi xin mình lắng. Dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã yêu mình vợ hận. Cảm ơn mọi người đã yêu mình và ủng hộ. Mình yêu Việt Nam. Mình yêu Đức. Và mình yêu Việt Nam. Mày Vinh Linh Bình Việt Nam. Và mình yêu Việt Nam. Và mình yêu Việt Nam. Wow. Này, mình yêu Việt Nam.